Quý vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 6 tháng 12. Sau đây là những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Ngày 6 tháng 12, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 cho học sinh từ 23 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2025, tức 24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng. Nếu đề xuất được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, học sinh thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2025 là 11 ngày. Trước đó theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành từ đầu năm học mới, học sinh thành phố Hồ Chí Minh dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 tổng cộng 9 ngày. Năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh được giao giải ngân hơn 79.200 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tuy nhiên, đến ngày 29 tháng 11, thành phố mới chỉ giải ngân hơn 19.700 tỷ đồng, đạt 24,9% kế hoạch. Một trong những nguyên nhân lớn nhất gây chậm trễ là công tác giải phóng mặt bằng. Trong số 59.500 tỷ đồng vốn chưa được giải ngân, hơn 30.000 tỷ đồng nằm tại các dự án cần giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại 3 dự án lớn: cải tạo rạch Xuyên Tâm, quận Bình Thạnh và Gò Vấp, cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi, quận 8 và hai đoạn vành đai 2 thành phố Thủ Đức. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa giảm dần so với những ngày trước. Gió đông bắc trên vùng biển ngoài khơi phía đông Nam Bộ duy trì cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định, sau nâng trục dần lên phía bắc, rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh dần và nâng trục lên phía bắc ảnh hưởng đến thời tiết Nam Bộ từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12. Do đó, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau đó xác suất mưa tại Nam Bộ giảm dần. Dự án mở rộng quốc lộ 50 qua huyện Bình Chánh dài gần 7 km, nối từ giao lộ Nguyễn Văn Linh đến danh tỉnh Long An, gồm hai hạng mục: xây dựng mới tuyến song hành dài 4,2 km và mở rộng đoạn đường hiện hữu từ 7m lên 34m cho 6 làn xe. Tuyến song hành quốc lộ 50 được khởi công từ cuối năm 2022, nhiều đoạn đã hoàn thiện, khang trang. Tuy nhiên, trên con đường này hiện có hai vị trí đang bị nghẽn bởi công tác giải phóng mặt bằng. Đoạn qua khu dân cư Gia Hòa có 3 căn nhà chắn ngang đường thuộc quyền quản lý của công ty Gia Hòa chưa được bồi thường dứt điểm, một trạm điện cũng chưa được di dời. Thưa quý vị và các bạn, khu vực Nam Bộ liên tục nhiều ngày xuất hiện sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế do ảnh hưởng bởi không khí lạnh và lượng bụi trong không khí tăng cao. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Em thấy trời nó rất là bụi, rất là ô nhiễm. Dạo gần đây thì em thấy là vừa ra đường thôi là kiểu nhìn như sương mù vậy đó. Em ra đường là em bịt chùm kính mít rồi, em đeo khẩu trang, em đeo kính. Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng trời mù này không chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn diễn ra ở các tỉnh thành phố thuộc khu vực Nam Bộ. Những nơi có điều kiện mặt đệm thông thoáng thì hiện tượng mù tan nhanh hơn. Hàng năm thì cứ vào cái tầm cuối tháng 11, đầu sang tháng 12 và tháng 1 thì là cái thời điểm mà khi mà ở phía Bắc là cái hệ thống hoạt động của cái áp cao lạnh lục địa nó khuếch tán sâu xuống phía Nam. Thì cái hệ thống cái áp cao lạnh lục địa này nó làm cho cái thời tiết là rét ở phía Bắc, thì đồng thời thì cái sóng lạnh thì nó khuếch tán sâu phía Nam, nó làm cho cái nhiệt độ giảm. Thì nếu như ở phía Nam mà lại có những cái vùng gọi là cái vùng hội tụ ẩm mà như cái đợt vừa rồi, những đợt vừa rồi thì ở phía Nam nó hình thành một cái rãnh áp thấp, thì trên cái rãnh áp thấp thì nó có những cái vùng hội tụ ẩm, cho nên là nó làm cho cái bầu trời là rất là nhiều mây, nhất là cái mây tầng thấp. Thì như vậy là nhất là cái tầm buổi sáng thì khi mà cái ánh sáng mặt trời là nó không không qua được cái lớp mây tầng thấp như vậy, thì nó làm tức là không khí vừa là nhiệt độ thấp vừa là cái độ ẩm cao và ánh nắng lại không xuống được, thì như vậy thì nó rất là dễ cái tạo một cái điều kiện để hình thành cái lớp mù nó che khuất các cái công trình, ví dụ như là nhà cao tầng như những cái ngày vừa rồi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.